chảo xe nha anh em. Tiếp tục là một bài rất quen thuộc cho anh em chơi dòng xe ở khu vực Tây Ninh, Củ Chi, Hóc Môn, Long An, Đức Hòa. Đó là bài đi thuốc. Đây, cái xe đêm này được anh trai Hóc Môn gửi mình làm với cấu hình là trên 12,5 ly, trái 54, bình xăng 4 ốc, full đồ tiện và quốc dũng nha anh em. Nhu cầu là máy nâng cấp động cơ liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332.